Bây giờ Lân sẽ hái mấy cái húng quế cả nhà. Là một hồi Lân đi ăn với cà chua. Cái này là có hộp nhiều rồi nè. Lân cắt vô đặng một hồi Lân để trong cái bịch Lân dự trữ cho mấy cái hộp đó cả nhà. Còn cái nhánh này Lân phải cắt dài xuống cả nhà. Tại vì nó cao quá nó sẽ ra bông nữa. Mấy cái này thì Lân cũng phải là cắt cắt hết xuống luôn á cả nhà. Nó cao quá thì nó sẽ ra bông rất là nhiều, ra lá rất là ít luôn. Cho nên bây giờ Lân phải cắt như vậy nè, đặng cho nó ra cái đọt mới á cả nhà. Xong rồi nè cả nhà, nhiêu đây á mà đi chợ mua á, ít nhất là cũng 5 đồng nha. Còn đây là cây cà chua của Lon, cái cây cà chua màu đỏ này cả nhà. Nó sống rất là mạnh luôn nha, sức sống rất là dữ dội luôn. Mùa đông lạnh như vậy nè mà vẫn cho trái nha, vẫn ra bông đó. Cả nhà thấy nè, bông quá trời bông luôn. Hôm bữa Lon phải đi ra Lon cắt bớt nhánh cả nhà, tại vì quá trời nhiều. Nó bò, Lon không có đủ cây đặng để cho nó bò thêm á cả nhà. Cho nên hả Lon phải cắt bớt cho cả nhà đặng cho nó mấy cái trái ở dưới cái thân giữa này nè. Mà Lon thấy cái cây cà chua này trái nó ra ở thân giữa rất là nhiều luôn. Còn mấy cái đọt dài kia thì nó ra bông rồi, nó không có đậu trái. Đây là chung nguyên với cây cà chua màu đỏ của Lon nè cả nhà. Lon trồng cà chua Lon thấy nó sống rất là lâu nha. Mặc dù là cắt hết nhánh để hết như vậy nè, năm sau nó vẫn lên và vẫn ra bông ra trái nha cả nhà. Bây giờ Lon pha cái nước chấm đặng đi ăn cái cà chua cả nhà. Bây giờ Lon cho cái dầu ô liu nè. Dầu ô liu này ăn rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch nha cả nhà. Lon cho xíu dầu ô liu, rồi sau đó Lon cho xíu giấm đen rồi cả nhà. Mình cho vừa đủ mình ăn thôi, cho nhiều quá một hồi ăn không hết là phải đem trộn với cái salad khác cả nhà. Lon cho hơi quá tay xíu. Nếu mà ăn cà chua không hết cái sốt này thì mình có thể ăn chung với bánh mì nha. Bánh mì mà nướng hơi nóng nóng, hơi giòn giòn là ăn ngon lắm. Rồi sau đó Lon cho xíu muối, xíu tiêu nữa cả nhà. Muối thì cho nó đậm lại cái vị mà ngọt với lại vị chua của giấm á. Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh Lon's Kitchen. Hôm nay Lon đi ra ngoài vườn ngồi ăn cà tại cây luôn cả nhà. Ăn y chang như là xoài á cả nhà. Hồi nãy Lon có bẻ mấy cái lá cà thơm nè cả nhà, cái húng quế nè. Bây giờ Lon máng lên trên đây. Còn máng lên trên này có ăn thì cái đầu con ngắt xuống cả nhà. Con hái xuống con ăn luôn. Tại vì hồi nãy Lon định là đem cái chậu kia qua, mà cái chậu kia nó dính dưới đất rồi cả nhà. Giờ Lon cắt. Với lại Lon có đem theo mấy cái cheese, là cái phô mai cả nhà, phô mai cứng á, phô mai que. Giờ Lon cắt. Đây cái trái cà nè, nó chín rồi cả nhà, nhưng mà nó không có chín quá, nó vẫn đẹp nha cả nhà, nó không có bị nứt quá trời luôn á. Có mấy con gì nó nhum nhum rồi nè. Something eat it. Something eat it. Không sao, không có đem theo cái dao mà. Giờ Lon chùi sơ này cả nhà. Cà này nhà trồng á cho nên nó mình lau sơ, mình rửa sơ thì người ta ăn được thôi. Lon trồng cái cà này á, Lon chỉ có tưới nước thôi. Như là mấy cái video trước á Lon có nói á là cà này Lon trồng dễ lắm, Lon tưới nước không à. Xong rồi này cả nhà. Bây giờ hồi nãy Lon có làm cái đồ chấm này cả nhà. Đây. Bây giờ trời lạnh lắm. Lạnh buốt luôn. Mà có bằng áo ấm cho nên nó không sao hết. Đây, Lon quay cho cả nhà xem. Chén nước sốt của Lon nè, để dưới chân đây. Chờ Lon xíu. Kéo lên. Nó thơm lắm cả nhà ơi. Thơm mùi ô liu, thơm mùi giấm đen nữa. Cái giấm đen này nó ngọt, nó không có bị chua quá nha cả nhà. Ngon thiệt.
con quên mời cả nhà nữa. Mời cả nhà nha. Ăn gần hết một trái mới mời. Đúng ngon nha. Giờ lon xé cái phô mai que ra. Nó giòn nó thơm lắm cả nhà. Nó có vị mặn nhiều lắm. Nếu hồi lon vô chiên cái này ăn thử coi sao. Tạo nó dính vô một chút xíu giống như vậy này cả nhà. Nãy giờ quên cái lá này. Ăn vô nó mới đầm vị rồi cả nhà. Cái này là cái cùi của nó nha. Ngon quá cả nhà ơi. Phải chi mà được nhiều xíu. Nó chín được có hai trái mấy à. Trái này nó chưa chín không, cho nên là không có hái ăn. Giờ đang chờ cho nó chín thêm trái nữa. Cái video ăn cái cà chua tại cây ở đây của Lon đây là hết rồi nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh Lon's Kitchen cũng như là đăng ký ủng hộ kênh. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Thank you for watching Lon's Kitchen. Bye bye.